anh Hùng Mập cũng khá là quen với mình nha các bạn. Đây là bà xã của anh Hùng. Chị bán rất là lanh lợi luôn. Ồ, cắt những cái phần râu mập này. Rất to luôn, to ghê luôn. Mực ở đây là lấy tại ở ngoài quê á, đem vô á, lột ra, lột da, lột đồ ra làm sạch. Cho nên là mực á không có qua quá cắt ướp gì hết. Tưởng chị ra biển chị bắt luôn chứ. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Chiều nay mình có mặt trên đường tỉnh Lộ 10 ở đây thuộc quận Bình Tân nha các bạn. Mình thấy ở đây có cái tiệm, cái quán là bún mắm Hùng Mập. Bán thì cũng khá là có tiếng ở khu vực này. Và khách đến ăn cũng khá là nhiều. Cho nên mình quyết định mình vào đây mình sẽ quay một số hình ảnh ở đây để chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bởi vì nhìn vào cái tủ thịt để nấu bún mắm của chị rất là hấp dẫn luôn. Bún mắm là một cái món đậm đà mang bản chất miền Tây Nam Bộ ha, của người miền Nam. Rất là dân dã một mạc nhưng mà cũng không kém phần cầu kỳ nha các bạn. Các bạn cùng xem nhé. Mình là cái tủ thịt để nấu bún mắm thật là hấp dẫn luôn các bạn. Những cái món trong bún mắm nè, mực nè, trời ơi, mực thấy rất là to luôn nha các bạn. Rồi tôm nè, tôm tươi luôn. Bún mắm nó rất là nhiều món cũng cầu kỳ lắm nha các bạn. Rồi cái này là gì chị? Dạ thịt heo, thịt luộc á. Rồi có liền, có liền. Rồi chả cá luôn. Lấy tay con nữ heo quay. Heo quay ở đây là quán của anh Hùng Mập sử dụng heo quay chim mai luôn nha các bạn. Heo quay chim mai là heo quay cũng nổi tiếng ở Sài Gòn đó, về chất lượng ngon á. Ảnh chơi sang sử dụng luôn heo quay chim mai. Đó, da giòn đục luôn rồi những trái ớt. Giòn. Ớt giòn chả cá hả chị? Bún mắm thì không thể thiếu những cái rau nha các bạn. Và rau là phải đậm nét dân dã miền Tây. Mình thấy có những cái rau thơm, rau sống, rau muống, rau súng quá chị ha. Rồi kèo neo phải không chị? Rau đắng đó, những cái đặc sản miền Tây không? Bên đây về hè hàng này. Cái rau nêm nè các bạn. Những cái rau mặn đậm đậm chất của miền Tây Nam Bộ luôn á. Kèo nèo rau đắng rất ngon luôn. Đâu cái đầu rau sống đâu. Rau sống là tôm mà quay, tôm quay á. Mực quay á. Có rau hẹ rồi hả chị ha? Dạ. Rồi tôm. Tôm, chả cá. Năm sáu món thứ đồ ăn lận. Mấy quay. Mấy món chị? 6 món, 1 2 3 4 5 6 món. Một tô về bán bao nhiêu chị? Dạ 40.
cái nồi nước bún mắm cũng khá là hấp dẫn luôn, thơm cái mùi mắm các bạn. Đối với mình cái mắm là cái món ăn dân dã mang đậm chất của người Việt Nam, của người miền Nam, miền Tây. Mà đối với những người khác không biết có phải là thích hợp cái mùi này không nha, nhưng mình thì rất là ngon luôn. Mình nghe cái mùi không thấy nó đậm đà cái vị mắm. Mình thấy tô bún mắm ở đây nó hơi dân dã, hơi bình dân một chút, nhưng mình nhìn những cái phần thịt đó các bạn, mình thấy nó cũng quán cắt rất là to nha. Những con mực, những tôm, những cái miếng mực dày luôn. Nhìn cái tủ thịt rất là hấp dẫn các bạn, được cắt rất to chứ không phải cắt nhỏ nha. Rồi rau nữa, khoái nhất là rau đắng, rau cua, rau cù nèo, rau súng nè các bạn, hấp dẫn vô cùng luôn. Dạ, cho khách thôi chị ha, khách yêu cầu trộn thì mình trộn ha. Rồi chị còn chuẩn bị chu đáo những phần rau cho khách ha. Nếu khách yêu cầu trộn thì quán sẽ trộn nha các bạn. Quán Hùng Mập là quán bún mắm cũng khá là có tiếng ở khu vực này nha các bạn. Ở đây là đường tỉnh lộ 10. Đây phường gì chị? Bình Trị Đông. Khách hiện giờ trong quán cũng khá là đông ha, và quán bán cũng rất là tất bật luôn, làm nhanh cho khách luôn. Lượng khách tới ăn rồi mua về cũng rất là nhiều nha các bạn. Khách đang chờ đứng mua về. Ở trong quán thì cũng đang khá là đông khách nha các bạn. Chị chủ quán đang làm những cái phần cho khách. Bao nhiêu ngàn một tô vậy chị? Dạ 40 anh ơi. Giá chị giá này coi chiếc dịch có lịch giá. Dạ không. À giữ như nguyên giá cũ ha. Đồ lên nhưng mà mình không có lên. Tại vì mình bán chịu lên. Cắn răng bán rồi. Bán mối ra. Giá trên mình có me với miếng rau thơm nữa. Dạ dạ rồi. Me đó gì lấy chùm con đi. Chúng tôi 6 loại thịt không chị? Dạ đúng rồi 6. Rất hấp dẫn luôn. Em quay ăn thêm hả ta? Cô bé ăn thêm nhiêu chị? Dạ một phần 30 ạ. Rau thì ở đây mình thấy có rau muống bào, rau chuối bào, rau súng, rau kèo nèo, rồi rau đắng mọc sao hè luôn. Rồi hẹ chị, hẹ cho anh nó rau nêm hả chị? Chị cắt những cái miếng thịt heo. Cắt dày luôn nha, cắt mỏng khách la nha. Em khó có chị miếng rau thơm bỏ. Dạ đây đây rồi rồi. Chị làm cái phần rau thơm, heo dạ, thêm cho khách hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu chị? Dạ 30. Một tô này 30 chứ cho nước lèo vô hả? Dạ đúng rồi. Em quay cho nước lèo ngộ ha, đó giờ mới thấy. Trời không có nắng rồi sao chị đã nón rồi chị? Kính quá à, không thấy được cái gì hết trơn. Kính quá không thấy gì hết trơn hả? Đây là bà xã của anh Hùng Mập nha các bạn. Cái quán là tên Hùng Mập. Quán này bán từ 11 giờ trưa đến 8 giờ tối anh. Có nghỉ ngày nào trong tháng không chị? Dạ, tháng thì nhiều khi 15 độ á, mùng 15 thì có nghỉ ngày lâu lâu vậy đó. Chứ không phải là nghỉ thường hả? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là đột xuất mới nghỉ cho dạ. Coi như là bán suốt đi. Bán suốt. Chị trả lời rắc rối quá. Tại nhiều khi sợ lâu lâu mới nghỉ đột xuất dạ, thôi. Đúng rồi. Rồi những tô hấp dẫn quá. Tôi quay mà tôi muốn rung tay và đói bụng. Mình bán có mấy mức giá chị? Thì khi mà ăn thêm thì bán đặc biệt là bán 50. Còn bình thường thì khách vô là cứ bán tô 40 vậy đó. Có giá như một sẵn. Tô thông thường là 40, còn đúng khách gọi thêm cái gì thì mình tính thêm hả chị? Đúng rồi. Còn ví dụ mình để đặc biệt là 50. Tô 50 là đặc biệt. Thì coi như tô thêm tô mực rồi vậy đó. Coi như tô thông thường 40, tô đặc biệt 50. Dạ.
Rồi khách gọi cái gì thêm tính số rồi, cái đó số rồi. Số 50 đặc biệt là nó khác với gì chị? Nó thêm đồ ăn. Ví thêm dụ là khách thích tôm, thêm tôm thì mình thêm tôm. Dạ. Khách thích thêm mực thì thêm mực, hay quay thì thêm hay quay vậy đó. Thêm nước lèo có tính không gì? Dạ, thêm nước lèo thành 20. Nó giỡn nha các bạn. Các bạn lao không chùm á. Thêm cũng không tính tiền à. Ổng đi đâu rồi? Ổng đi giao đồ cho anh ta. À, lo buôn bán bỏ ổng thả lỏng ổng cũng được nha. Ổng đi giao đồ cho anh ta, những khi khách đã kêu á 4 5 7 phần chưa có khi giao á. À, ổng làm shipper luôn rồi. Dạ đúng rồi. Để tiền ăn để đâu cho hết trời. Shipper miễn phí mà anh ơi. À, quán của anh Hùng thì nằm ngay một cái con hẻm nha các bạn. Cho nên chúng ta thấy khách ngồi ở ngoài hẻm, chiều ngồi nó mát mẻ ha. Rồi cả khách ngồi ở trong cái quán luôn. Đang thêm hẹ rau đồ cho nó nhiều lên để bán đó các bạn. Này, hai chị em hay sao? Dạ. Hai chị hay em? Đây chị, đây em. Em hả? Hai nhỏ em. Hai nhỏ em hả? Thường thường mấy người nhỏ hay làm chị lắm. Địa chỉ của quán bún mắm Hùng Mập ở đây là số 745 đường tỉnh Lộ 10, thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nha các bạn. Khách lớp ngồi ở quán ăn, rồi cũng có khách đến mua về. Quán nằm ngay con hẻm luôn. Mình ăn bún mắm thì mình rất thích các loại rau các bạn. Ở đây có cả cù nèo, rau đắng và rau súng rồi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Dạ, cái này là heo á, mình luộc. À, heo luộc. Mình luộc trong nước mắm á. Nên là nó cũng thấm vị lắm. Luộc trong nước mắm luôn hả chị? Dạ, nước mắm mình nước lèo á, thả vô á, lại thịt heo này. Vừa mình có heo quay mà vừa có thịt luộc nữa chị ha. Dạ đúng rồi. Cái này thịt nạc hả chị? Dạ đúng rồi, thịt nạc. Vì cắt rất là nhanh tay luôn. Nhanh tay mà không biết giữ lẹ chân không. Nhiều khi không có cũng phải chạy thôi. Nhiều loại thịt quá chị ha, đem mấy loại, 6 loại hả? 6 loại. Tôm, mực, thịt nạc, heo quay, ớt, chả cá. Dạ đúng rồi. Mình lâm luôn. Mình thích ăn món này là vậy, nhiều thứ bằng nhiều rau nữa. Mình thấy cái món miền Tây của mình là vậy đó, nhiều loại nguyên liệu lắm, rồi nhiều loại rau luôn, phong phú lắm. Cá chị ha? Dạ đúng rồi, cái này là chả cá. Cá này mình lấy về mình tự quết, tự thêm hành rồi. Heo quay rất là dày luôn, da giòn luôn chị ha. Dạ đúng rồi. Heo quay chim mai luôn. Ba rọi rút xương nè. Ba rọi rút xương hả chị? Dạ đúng rồi. Ba rọi rút xương nó sẽ mắc hơn là ba rọi. Dạ đúng rồi. Nó ngon hơn. Cái kia là 300 thì cái này phải 350. Chị rất kỹ ha. Chứ tại cái này nó nhiều loại thịt thà, để mình loại cái này lựa cái này cho nó ngon. Đúng rồi. Tại vì mỗi tô 1-2 miếng thì mình phải cho người ta ăn ngon. Đỉnh cao chất lượng bún mắm Hùng Mập. Nói cho mình bỏ gì vô luôn vậy. Đây
Dạ, thịt luộc, heo rồi luộc, heo quay, rồi ớt, rồi mực, tôm. Ở đây có cay không chị? Dạ không, ớt này ớt xịt. Lấy hộp ra hết rồi. Ớt xịt đỏ mà. Vô. Dạ đúng rồi, ớt Đà Lạt á. Ớt Đà Lạt, ớt xịt đỏ mà Đà Lạt á. Cho nên là nó sẽ không có cay. Gọi một tô bún mắm. Tô thông thường giá 40.000. Ở đây tô đặc biệt là 50 các bạn. Mình gọi tô thông thường thôi. Để mình ăn review cho các bạn cùng xem. Cái mùi đang rất là kích thích mình. Cái mùi mắm bốc lên rất là ngon, rất là đói bụng luôn. Mình đang đói các bạn. Cái bún mắm thì cái nước lèo có vị mắm sẽ là cái linh hồn của cái món này nha các bạn. Cái vị mắm cũng khá là đậm đà nhưng mà nó vừa ăn ha. Rồi, mình cho xíu mắm me. Cho một ít ớt xay vô mắm me luôn. Rồi, nước chanh. Heo quay đây nguyên liệu sử dụng là heo quay Kim Mai. Heo quay Kim Mai là mình có thường xuyên hay đi quay cập nhật cho các bạn cùng xem, quay video. Heo quay Kim Mai là ở chợ Bình Tiên đó các bạn. Hương vị đậm đà, mình cho rau vô. Rau sống, rau chuối. Những cái món miền Nam thường ăn rau rất là nhiều luôn. Bún mắm thì cái vị mắm rất là đặc trưng ha. Đây là cái miếng thịt luộc các bạn. Thịt luộc nó cũng đậm đà tại vì chị luộc trong cái nồi bún mắm luôn các bạn. Cho nên nó thấm đó. Miếng chả cá các bạn. Chả cá này thường người ta làm bằng cá ba sa các bạn. Mình đi về miền Tây á, những cái bờ sông ở kèo nào mọc cũng khá là nhiều các bạn. Miếng mực cũng khá là dày luôn. Cái mực nó còn cái độ giòn và cái thịt cũng khá là ngọt các bạn. Hey, nguyên trái ớt dồn chả cá. Ớt này là ớt sừng đỏ nha các bạn. Ớt sừng đỏ thì mình ăn vô nó chỉ hanh hanh thôi, chỉ nó chỉ cay nhẹ hanh hanh thôi. Thường cái ớt này không cay. Người ta làm bởi vì người ta làm bằng cái ớt này để lấy cái màu đỏ các bạn. Cái miếng chả cá nó mềm, mình cắn miếng ớt nó giòn giòn mà mình chấm vào nước mắm này nó chỉ chua chua, khá là ngon. Còn cái miếng heo quay nó dày cui. Cái vị mặn mặn của heo quay nó ngon, cộng với cái da nó còn giòn á. Các bạn nghe mình nhai cái tiếng róp róp á, da nó còn giòn các bạn. Mình ăn sao còn hai con tôm luôn. Hai con tôm là cuối cùng. Mình vừa dùng xong tô bún mắm 40.000. Nếu các bạn nào sức ăn mạnh và muốn thưởng thức thêm những loại thịt thà thì các bạn có thể gọi tô đặc biệt là 50. Thì các bạn thích loại thịt nào thì các bạn có thể thêm loại thịt đó, thì cái phần đặc biệt sẽ là 50.000. Mình vừa thưởng thức một tô bún mắm ở đây cũng khá là ngon và khách cũng rất là thích, cho nên khách ăn cũng khá là đông. Các bạn ở gần đây có thể ghé đây thưởng thức, hoặc là ở xa thì các bạn xem video giải trí nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Mình xin kết thúc video ở đây. Mình chúc các bạn một ngày thật là an lành, hạnh phúc. Và mình hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.